Xin chào bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy ảnh nhiệt T80W này của bên mình với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này của bên mình và hướng dẫn các bạn lắp giấy nè, kết nối dây mạng nè. Ok các bạn, thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn không cần phải bơm mực, này là các bạn chỉ cần cắm điện các bạn in thôi nha các bạn. Thì cái máy này là khổ giấy là 80mm nha các bạn. Hiện tại là cái máy này là cái khổ giấy to nhất trong các dòng máy in hóa đơn bán hàng nha các bạn. Khổ giấy 80mm nè, bề ngang nè các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở bên hông nè các bạn thấy là có cái cần gạt đẩy nè. Đó, cần gạt đẩy nè, các bạn gạt xuống là nó sẽ mở cái nắp ra, sau đó các bạn để giấy vào nha. Nó có cái thanh ngang á, cái thanh dài á, để các bạn để giấy vô đây này cũng được nữa, hoặc là các bạn bỏ cái cây đó các bạn khỏi để giấy cũng được. Rồi mình để giấy theo chiều này nha các bạn, mình để giấy ngược là in nó sẽ không ra mực nha. Rồi ok ha, thì ở đằng sau nó có cái công tắc nè, các bạn bật cái công tắc này lên ha để mở nguồn lên nha. Rồi còn cái nút này á, cái nút xả giấy nha các bạn. Đó các bạn ấn một cái là nó xả ra một miếng giấy, để những cái trường hợp mà mực cái chữ nó nằm ở dưới á, xa quá các bạn phải kéo bấm xả ra để các bạn xé cho nó không bị xong không bị mất chữ nha. Ok bây giờ mình sẽ vào xuống sau nha. Thì ở đằng sau đây á, cái chỗ này á mà hiện tại mình đang cắm nè là cung cấp điện nha các bạn, cắm nguồn nè, cắm sạc adapter nè các bạn. Đây hiện tại mình đang cắm nha, các bạn cắm vào nha. Rồi cái cổng này là cổng kết nối két nha các bạn. Rồi còn cái cổng này á, là cái cổng kết nối USB với máy tính để các bạn in hoặc là cài đặt cái máy in nha. Rồi còn đây là cổng mạng nha các bạn. Đây là cái cổng mạng, đây là máy in USB LAN nha các bạn. Thì hiện tại bên mình có hai dòng là dòng cắm dây mạng nè. Các bạn cần phải có một cái cọng dây mạng như thế này. Các bạn cắm vào một đầu, bạn cắm vào trong máy in. Một đầu còn lại á, các bạn cắm vào cái modem wifi ở nhà của các bạn nha. Có nghĩa là bạn phải kéo một cái dây mạng từ cái modem wifi tới cái máy in thì các bạn mới sử dụng được nha. Thì bên mình còn có một dòng nữa là không cần phải gắn dây mạng này. Cái máy đó là cái máy kết nối wifi nha các bạn. Các bạn chỉ cần kết nối wifi, các bạn chỉ cần gắn nguồn điện như thế này rồi. Các bạn không cần phải gắn dây mạng LAN này. Các bạn chỉ cần gắn nguồn điện thôi. Sau đó cái máy in nó sẽ tự động kết nối với wifi ở nhà của các bạn á. Sau đó các bạn in thôi nha. Rồi ok, thì những bạn nào mà mua máy in này bên mình á, mình sẽ cài đặt IP tĩnh cố định cho các bạn luôn. Sau đó các bạn về, các bạn chỉ cần cắm điện và cắm cổng dây mạng vô các bạn xài thôi nha. Đó, thì những bạn nào mà mua máy bên mình á, thì cung cấp cho mình cái thông tin wifi. Các bạn vào trong cái điện thoại á, các bạn bấm vào chữ Y nè. Đó, các bạn chụp cho mình thấy được cái địa chỉ IP nè, cái lớp mạng nè, cái bộ định tuyến. Mình sẽ cài đặt cho các bạn về, các bạn chỉ cần gắn điện vào các bạn xài thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Thì sau khi mà bên mình đã cài đặt cái địa chỉ IP cố định cho cái máy in này rồi á, thì về các bạn gắn cổng dây mạng vào kết nối với cái modem wifi của nhà các bạn. Shop mình phải cài đặt cái địa chỉ IP thì cái máy in này mới các bạn gắn cái cộng dây mạng vào mới sử dụng được nha. Còn bên mình không cài thì không có kết nối được nha. Hoặc là những bạn nào muốn cài thì bên mình sẽ gửi cái video hướng dẫn cho các bạn tự cài nha. Rồi ok, thì cái máy in này mình đã cài rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cộng dây mạng kết nối cái modem wifi vào để mình in thử cho các bạn xem nha. Kết nối với cái phần mềm sổ bán hàng nha. Đây các bạn, đây là cái cộng dây cấp mạng mà mình đã kéo từ cái modem wifi của nhà mình tới đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắm một đầu vào trong cái máy in. Đầu kia thì mình đã gắm vào cái modem wifi rồi nha. Đây nè các bạn thấy không, khi mà gắm vào á thì cái đèn còn lại nó sẽ chớp nè, thấy không, đèn còn lại chớp nè, một đèn kế bên nó sáng liên tục, một đèn kế bên nó sẽ chớp. Ok bây giờ mình sẽ qua cái phần mềm sổ bán hàng để mình kết nối nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cái địa chỉ IP của máy nha. Rồi, một tay các bạn bấm giữ cái nút shift này của nút xả giấy á, một tay các bạn bật cái công tắc nguồn lên nè. Các bạn để ý đèn đỏ thì chớp, các bạn buông ra nè. Rồi, đây các bạn ha. Cái địa chỉ IP là 192.168.1.245.
là cái địa chỉ IP của máy nè. Cái địa chỉ này tùy theo cái cài đặt của bên mình hoặc là cái tùy theo cái cài đặt của các bạn nha. Đó, các bạn xem cái địa chỉ IP, các bạn nhập vào cái phần mềm nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trong cái cài đặt máy in nha. Các bạn vào cài đặt cửa hàng nè. Rồi các bạn vào cài đặt máy in nè. Rồi kết nối ngay nè. Máy in LAN nha các bạn. Bên mình có máy in LAN, máy in Wi-Fi, có đầy đủ máy in mã vạch đơn luôn nha các bạn. Tiếp tục nè, thấy không, các bạn nhập cái địa chỉ IP y chang như trong cái tờ giấy nãy, 92.168. Nó có dấu chấm rồi thì các bạn khỏi có phần dấu chấm nha, chấm 1 nè, xong các bạn qua phần kế bên 245. Nó có dấu chấm rồi, các bạn không cần phải chấm lại nha. Ok, bây giờ các bạn bấm tiếp tục nè. Các bạn in cái phần nào thì các bạn check vô phần đó nha. Các bạn chọn khổ 80 nha. Các bạn đặt tên cho máy in. Tên này các bạn đặt như thế nào cũng được nha, các bạn đặt cái gì cũng được. Rồi đặt tùy ý nha. Rồi đã kết nối nè. Bây giờ mình sẽ ra mình lấy một cái đơn mình in thử cho các bạn xem nha. In rất là nhanh luôn nha các bạn. Đây các bạn ha. Khi mà các bạn in ra thì cái máy in nó sẽ tự động cắt giấy cho các bạn luôn nha. Đây các bạn ha, khi mà in ra thì tự động cắt giấy cho các bạn luôn nè. Chữ rất là đậm và nét to và rõ luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy không. Ok, thì cái máy in này là cái máy in LAN, phải cắm dây mạng nên nó rẻ hơn là cái máy in Wi-Fi ở bên mình nha các bạn. Rồi ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì mình xuống dưới phần mô tả, mình click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.